Hello. Chào các bạn, đến với quay trở lại với Super Bag Tarot. Hôm nay mình sẽ trả bài về một làm về chủ đề và về người bạn đời tương lai của bạn. Vì sao họ lại nghĩ đến việc cưới bạn, hoặc là vì sao họ lại ngỏ lời kết hôn với bạn? Nhá. Vì sao họ lại muốn kết hôn với bạn? Rồi, bây giờ có 3 tụ nhá. Tụ 1 này, tụ 2 này, tụ 3 này. Tụ 1 là lá bài 21, Dream Tea. Tụ 2 là lá bài 22, Energy Work. Tụ 3 là lá bài 11, Connect with Crystals. Ok, bạn chọn tụ nhá. Rồi mình sẽ bắt đầu với tụ 1. Vì sao bạn đời tương lai, người bạn đời tương lai của các bạn, tụ 1 lại muốn kết hôn với các bạn? Kết hôn nhá. Là muốn họ lời kết hôn với các bạn. Lý do gì nhỉ? Gì mà truyền động lực cho họ mà muốn kết hôn với các bạn? Lý do gì nhá? Bạn có lá bài 9 ly. Bạn có lá bài 9 vậy. Bạn có lá bài Nữ Hoàng Lửa. Các bạn có lá bài Một Kiếm. Các bạn có lá bài The Emperor. Emperors. Các bạn có lá bài King of Cups. Oh my god, so cute. Vì sao họ lại muốn cưới bạn sao? Vì sao họ lại ngỏ lời sao? Vì ấy, trong mắt bạn, trong mắt họ ấy, bạn quá chi là hot, hấp dẫn và họ cảm thấy như là ấy, nếu mà không giúp bạn về nhà ngay thì có vẻ như là sẽ bị lẫm tay trên mất, không mà là kiểu trở thành chính thức luôn ấy thì có thể bị cướp mất mất đấy. Mà lại rất chi là dành nhiều tình cảm cho bạn luôn, nó chỉ muốn cưới về để yêu thương thôi. Yêu thương, yêu thương, yêu thương, yêu thương, yêu thương. Người này thì khá chi là kiểu ghen một chút này, hơi chiếm hữu một chút. Ok, khi mà gì nhỉ, khi mà họ ngỏ lời cầu hôn với các bạn ấy, với kết hôn các thứ ấy, thì họ nói, họ cũng suy nghĩ về điều này rất nhiều rồi. Sau nhiều hôm suy nghĩ rồi cảnh giác sợ mất bạn đấy, rồi hơi ghen, chắc là do bạn cuốn hút quá nên mà hơi ghen mà. Yêu nhau một khoảng thời gian rồi, mình cảm thấy như là không quá chỉ là lâu, nhưng mà mình cảm thấy như là cái suy nghĩ mà kết hôn với các bạn ấy là người này thì nhận đấy. Và một ngày đẹp trời thì nhỉ, người ta oh my god, phải cưới cô này, cưới anh này thôi đấy, phải cưới thôi, phải biến thành chính thức thôi, không thì có khi lại bị lẫm tay trên mất đấy. Thì bạn rất là hấp dẫn, bạn rất là đẹp, rất là tuyệt vời luôn trong mắt người đấy, trong mắt người đấy đấy đấy, đúng là trong mắt mình thì người tình hóa tay thi mà. Trong mắt người yêu thì tính gái thi thi.
người này sẽ gọi là hay bây giờ mình cưới đi, hay là em với anh cưới đi. Có một sự lãng mạn trong đây gì đó, có một sự lãng mạn trong đây, cầu hôn khá là lãng mạn. Đấy, mình cảm thấy như là người ta sẽ chuẩn bị chẳng hạn một bữa ăn tối lãng mạn này, hay buổi đi ăn gì lãng mạn, lãng mạn xong người ta sẽ nói ra câu hỏi là, nói ra tự nhiên là chúng mình kết hôn đi hay là chúng mình cưới nhau đi. Cái mình cảm thấy như không khí mà lúc cầu hôn là khá chi là lãng mạn, lãng mạn, lãng mạn, nhẹ nhàng và lãng mạn, chứ không kiểu nó không, mà mình cảm thấy như là nó không, không phải là đầu tư quá nhiều như là 1.000 bó hoa hồng, 1.000 bông hoa hồng hay 99 bông hoa hồng, xong rồi tắp lên, xong rồi hoặc là có người nhảy hoặc là rồi dơ lên, nó không đầu tư kiểu như thế mà nó rất nhẹ nhàng như là một buổi tối hay một buổi đi chơi gì đó đến một nơi thật là lãng mạn yên bình, không gian khá chi là riêng tư, không phải là quá quá chi là đông người, riêng tư, và nói là chúng ta kết hôn đi, chúng ta em làm vợ anh nhá, hay là anh làm chồng em nhá, nếu mà bạn nữ nào thích cô nó. Đấy, bạn với hai người đấy, lúc đấy thì bạn khá hot rồi, có nghĩa đi chơi cùng người đấy bạn chuẩn bị mà khá chi là hot, ý là sành điệu rồi chuẩn bị kỹ càng ấy, đến nơi cầu hôn thì như thế. Ngược lại là người ta thấy bạn quá đẹp và có vẻ như là người ta có thể không nói với bạn, nhưng mà khi nhìn thấy tự nhiên là bạn bè người ta khen là ôi con gái, bạn gái mình xinh thế, hoặc là kiểu đi qua đường thì con trai cứ nhìn, hoặc là người khác cứ nhìn người yêu của bạn ấy, hàng người yêu của người nhìn bạn ấy, người yêu bạn là oh my god, tự nhiên cái ý tưởng này lé ra trong đầu vì sợ mất, oh my god, phải cưới và chính thức thôi, không thì có khi mất cô này, mất cái anh này, mất vì anh ấy quá tuyệt vời, vì anh quá hấp dẫn thế, vì cô này quá hấp dẫn, quá tuyệt vời thế, người này yêu có tình cảm thì được gọi là vô ly, là tình cảm khá chi là cảm xúc khá chi là vững vàng rồi, thì nhỉ, nó trưởng thành ấy, sâu sắc đấy, tình cảm sâu sắc đấy, người này sẽ cái cả cái cách thể hiện người ta là qua cử chỉ, không qua lời nói mà cử chỉ chăm sóc cử chỉ đấy, nhưng mà hơi ấy một tí nhá, hơi gì nhỉ, hơi gì nhỉ, hơi nghĩa là kiểu người ta làm chủ một tí, nghĩa là người ta hay vậy, không phải ra trường mà là khá chỉ kiểu như là có phong thái của boss kiểu thế, kiểu hơi bossy một tí, hơi boss một tí, hơi tỏ ra phong thái người lãnh đạo một tí nhá. Mà mình thấy là bạn cũng chả sợ đâu, bạn kiểu cũng khá chỉ là boss, khá chỉ là tự boss của mình luôn, cũng là lãnh đạo, phong thái lãnh đạo luôn, tự lãnh đạo đập đầu mình luôn. Ok, đấy là cái trả bài của các bạn tự số 1. Người đó của các bạn muốn vì sao muốn kết hôn các bạn, vì bạn oh my god, cô quá tuyệt vời, và cái kết hôn tự nhiên lóe ra thôi, là do phải biến thành chính thức thôi, sợ mất ấy. Sợ mất một tí, hơi ghen nhá, à yêu thương người ta cũng không ghen quá đâu, mà đây chỉ chủ yếu là do là người ta bảo mình oh my god, bây giờ mình cũng yêu cô đấy thế rồi, hai người yêu nhau thế rồi, tình cảm tuyệt vời thế rồi, thế là kết hôn cũng được rồi, đỡ thằng nào nhòm ngó, đỡ con nào nhòm ngó, chính thức đấy. Đây là tụi bà, cảm ơn các bạn tụi số 1 đã lắng nghe và xem video của mình, các bạn nhớ like, share và subscribe kênh channel của mình. Bây giờ mình sẽ đến với tụi số 2 nhé, là bài 22 energy work.
lời tương lai của các bạn tuổi số 2 là muốn kết hôn với các bạn tuổi số 2. Vì sao các bạn tuổi số, người bạn đời tương lai của các bạn tuổi số 2 lại muốn kết hôn với các bạn tuổi số 2? The Empress. Chín kiếm. Dead. Trời ơi. Seven. Bảy kiếm. Tám kiếm cái dạ. Ứ hoàng kiếm. Độc kiếm là kiếm. Sáu ly. Ok. Bạn tuổi số 2 sao người ấy kết được một cái hôn bạn? Vì người ấy khá chi là tiếc các bạn. Vì sao người ấy lại bắt đầu nghĩ đến kết hôn các bạn? Ê, có thể các bạn xảy ra chuyện gì đó yêu nhau, đang yêu nhau đúng không? Xảy ra chuyện gì đó cãi nhau hoặc là chuyện gì đó khiến mà mối quan hệ của các bạn rất kết thúc. Và sau khi kiểu kết thúc ấy, người ta luyến tiếc các bạn rất nhiều rồi muốn quay lại các thứ ấy. Thì các bạn này, các bạn là kiểu một người rất chi là tình cảm, rồi chăm sóc người ta rất nhiều, một người dịu dàng quan tâm rồi chăm sóc người ta đấy. Thế bây giờ sau khi mà chia tay phát, các bạn kiểu lạnh lùng lý trí luôn, kiểu không nghe, không thấy, không quay lại đấy, khiến người ta rất là mất ngủ, mất ăn, mất ngủ, buồn sầu đau khổ, mất ăn mất ngủ. Người đây là người cũ, người ta muốn quay lại, ok. Thế là người ta nghĩ ra là hay bây giờ cầu hôn với bạn. Cái ý nghĩ mà muốn kết hôn với các bạn là từ sau khi chia tay, từ lúc chia tay này, nỗi đau khổ, các bạn không quay lại các thứ rất đau khổ. Thế cuối cùng vẫn quay lại vì người ta muốn kết hôn. Người ta kiểu cảm nhận như là người mình không thể thiếu, sống thiếu người này rồi. Sau khi chia tay bắt đầu mới nhận ra giá trị của bạn, rồi nhận ra tình cảm của người ta. Thật ra người lại cứ kiểu thấy bạn rất tốt ấy. Không phải muốn nói xấu đâu, nhưng mà có vẻ người này hơi ích kỷ một tí. Đấy. Thế là muốn kết hôn. Nghĩ về kết hôn xong rồi bạn cũng đồng ý luôn. Bạn đời của bạn mà. Thế cuối cùng mình cưới nhau. Sợ. Người này muốn cưới bạn vì không muốn mất bạn. Đấy. Lấy kết hôn ra để quay lại. Chán ghê. Nếu mà mình không thích tình huống này, nó kiểu ý kiến cá nhân của mình thôi, kiểu nó cái việc mà kiểu chia tay xong mà thì muốn quay lại, mình lấy kết hôn ra để quay lại, cái đó kiểu nó không kiểu, nó không kiểu được gọi là suy nghĩ kỹ càng đâu. Nó không kiểu mình lúc mà mình bình tĩnh ấy, mình làm việc gì nó cũng kiểu ổn định hơn. Và lúc mà kiểu xúc lỗi này nó khá chi là bốc đồng ấy, khá chi là kiểu chỉ vì muốn quay lại không muốn mất mà kết hôn ấy. Không ổn lắm ấy. Các bạn nhớ là kiểu hãy kiểu khi mà người đấy
Nếu mà các bạn kiểu tương lai gặp trường hợp thế, người đấy như thế thì các bạn bảo là khuyên là thôi bây giờ chúng ta là kiểu, nên suy nghĩ kỹ lại đi, đừng lấy bốc đồng như thế, làm việc gì cũng suy nghĩ kỹ lại nhá, kiểu thế. Mặc dù kết hôn có nghĩa là không phải cứ kết hôn là kết thúc, một điểm đấy nó chỉ là bắt đầu một quá trình mới thôi, một cái giai đoạn mới thôi, cứ không phải kết hôn là kết thúc ở đấy. Nhưng mà mình cũng cần phải suy nghĩ kỹ càng để không quyết định dựa trên cái sự sốc nổi hay sự bốc đồng nhá, sự không dựa trên lúc mà kiểu dầu sôi lửa bỏng rồi cái các việc nó ấy vào rồi khiến mình làm như thế. Rồi, ok, cái là trả bài của các bạn trụ số 2. Cảm ơn các bạn trụ số 2 đã lắng nghe và lắng nghe và gì lắng nghe xem video của mình. Các bạn nhớ like, share, subscribe kênh channel của mình. Bây giờ mình sẽ đến tụ cuối cùng, vì sao và đời tương lai của các bạn tụ ba lại muốn kết hôn với các bạn đấy, lý do gì khiến các bạn muốn kết hôn, vì sao lý do gì khiến các bạn muốn bắt đầu muốn kết hôn, các bạn kết hôn lại còn là just stays cũng lý mát có lá lưỡi hoàng kiếm. Các bạn có lá 6 đi. Có lá 8 đi. Còn lại 4 kiếm. Một người cũ lại quay trở lại đây. Lại giống trụ số 2 thì trụ bài là kẹp đi tìm người mới rồi. Ok, thứ số 3 lần này đây là một người cũ. Ok, chia tay rồi đây, người cũ, người bạn đời, có thể bạn bây giờ yêu rồi hoặc là lúc đấy bắt đầu yêu xong lại chia tay xong lại quay lại. Vì sao người ta muốn kết hôn với bạn, chia tay nhau rồi bạn bán biết không, chia tay nhau rồi các bạn hiểu không? Thế là người ta cũng đi tìm người mới mà đi tìm mãi cuối cùng nhận ra rằng bạn chính là tình yêu đích thực của người ta, bạn là tốt nhất, bạn là the best đấy, có không giữ mất đừng tìm, đúng hiểu như thế lại quay trở lại. Nên người ta quyết định là cưới vợ làm vợ rồi. Tại vì bắt đầu chia tay xong đi tìm hiểu bao nhiêu người thì thấy mỗi bạn là tốt nhất. Kiểu, oh my gosh, oh my gosh, đúng là kiểu cái tên tiếng Anh nó là cái gì nhỉ? The grass greener, not greener on the other side, nghĩa là cái cỏ đó có vẻ như không được xanh lắm, không được xanh, và nó không được tốt hơn bên ngoài lắm. Có nghĩa là tưởng là bên ngoài sẽ tốt hơn, cái người kia sẽ tốt hơn nhưng mà nó lại không tốt hơn lắm đấy, tưởng là tốt hơn, đi ra ngoài tìm tìm người tốt hơn nhưng mà lại không tìm được, nên là quay lại. Người ta ấy, mới đầu ấy người ta cũng khá chi là stress về về các bạn, vì các bạn rất chi là thẳng tính và các bạn lời nói rất chi là sắc bén,
bạn hiểu không? Sắc bén, thẳng tính. Em nói thôi, đấy đấy, xong rồi chia tay. Xong rồi đi tìm người khác. Nhưng mà cuối cùng đi tìm mãi tìm nữa thì nhận ra rằng oh my god, mình yêu cô ấy, mình yêu anh ấy. Cô ấy thật sự là một người tốt, mặc dù hơi thẳng tính, nhưng cô ấy thật là tốt hơn mấy đứa ra rồi. Đấy, lại nhận ra là cái sự thẳng tính của bạn quá chi là tuyệt vời. Quá chi là tuyệt vời. À, biết đúng biết sai là bạn là một người rất tốt, mặc dù bạn nói thẳng tính thế thôi. Bọn hơi, nói chung là bạn được gọi là hơi đánh đá tí. Đánh đá mình cũng đánh đá, không sao đâu. Mình không đánh đá đâu, nhưng ý là mình nói hay thẳng ấy. Bạn chắc cũng thế. Lại quay lại là bạn, ôi em ơi, chúng ta quay lại đi. Và lần này quay lại thì họ xác định luôn bạn là cưới bạn rồi, vì họ cảm thấy không tìm được người nào tốt hơn các bạn. Không tìm người nào tốt hơn nhá. Hơn người này cũng biết đường rồi thì thôi, cũng cho người ta cơ hội cũng được. Cũng được. À cũng được. Nếu mà bạn vẫn còn tình cảm với không, không thì thôi. À đâu đây, người bạn đầu tương lai của các bạn mà là cưới nhau rồi mà. Đấy, thế là à, cũng được. Cũng tạm được. Nhưng mà lần này mà phải đối xử tốt nhé. Không đối xử tốt là cho ra bã luôn, các bạn hiểu không? Tưởng ra đi, tưởng thôi bỏ đi. Tưởng tưởng là cái cỏ xanh hơn ở bên kia, bên ngoài. Nhưng ra bên ngoài mới thấy là nó còn tệ hơn. Nhưng mà các bạn, mình khuyên các bạn là kiểu mình thẳng tính thật đấy, nhưng mà cũng đừng kiểu nói khiến lòng người khác tổn thương quá. Các bạn hiểu không? Đừng chỉ trích quá, đừng nói sắc bén của mình quá để tổn thương người khác. Mình bây giờ mình cũng hay đang sửa ấy, kiểu quen mà kiểu khi mình bị tổn thương phát mình phải chém lại luôn, mình phải đối phá lại luôn. Nhưng mà mình thực ra nó chủ yếu là do đứa trẻ bên trong mình bị tổn thương, còn mình kiểu mình phải sùi lông lên để bảo vệ chính mình ấy. Lời nói của các bạn này khiến người ta rất chi là đau lòng rồi. Stress lại lên các bạn, có thể giảm bớt cái đấy. Thật ra cái đấy không đúng đâu. Bạn dùng lời nói của mình nhá. Người ta không chịu được, người ta bỏ đi, nhưng mà cuối cùng vẫn quay trở lại. Mình thấy các bạn nên sửa cái, nếu mà các bạn nào thực sự là tính thẳng tính quá như này thì lên bắt đầu tập để kiểu không nói lời tổn thương người khác quá. Nhưng mình thẳng cũng được, nhưng mà đừng dùng lời lẽ quá chứ, mà sắc bén gây tổn thương cho người khác. Không khác đau lòng nhá. Rồi, đấy là chào bà các bạn tụi số 3. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Ơ, quên mất không phải lấy. Không xem cho các bạn tụi số 2 là cầu hôn nào. À không nhìn thấy nữa. Đây cầu hôn chị này thôi. Bạn khá là bất ngờ. Quay lại rồi bạn khá là bất ngờ. Người ta kiểu bảo bạn kết hôn đi, mình không thấy quá chỉ là lãng mạn hay gì, thế nó cũng chỉ đơn giản thôi. Các bạn tụi số 1 là kiểu lãng mạn nhất, mình thấy lãng mạn nhất. Ok. Cảm ơn các bạn lắng nghe. Các bạn hãy like, share và subscribe trên channel của mình nhé. Bye bye các bạn.